Chào mừng anh chị đã đến với kênh YouTube HBK và lại là Minh Huấn đây ạ. Trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ báo giá khuyến mại tiền mặt chiếc xe Toyota Vios phiên bản eCVT này, một phiên bản mà cũng rất là nhiều khách hàng thích và mua. Tại vì sao? Tại vì nó vừa là có số tự động này mà sau giảm thì còn chưa đến 600 chưa đến 500 triệu đâu. Chiếc xe này của chúng ta là phiên bản eCVT, là bản giữa. Chúng ta sẽ có bản EMT này, bản eCVT là số tự động này, và bản trên cao cấp một chút là phiên bản G. Chiếc xe này có mức giá là 531 triệu và hiện tại đang được giảm đâu đấy tầm khoảng 33 đến 34 triệu tại Toyota Thanh Xuân, và được tặng thêm cho anh chị gói phụ kiện và 1 năm bảo hiểm thân vỏ. Vậy là Huấn cứ tính là sau giảm tầm khoảng 500 đi đúng không ạ? Vậy thì với 500 triệu thì chúng ta sẽ có một chiếc xe lăn bánh ở Hà Nội tầm khoảng 555 triệu. Lăn bánh ở tỉnh thì tầm khoảng là 530 triệu. Và lăn bánh Hồ Chí Minh tầm khoảng là 540 triệu. Với mức giá như vậy thì thật sự tại sao không xuống tiền để mua Vios eCVT, vừa có những cái tính năng vừa an toàn này, mà chúng ta lại có một cái hộp số vô cấp CVT tự động đi rất là mượt mà. Dung tích 1.5, công suất 107 mã lực cực kỳ là ấn tượng. Đó, thì bây giờ anh chị hãy cùng Huấn khám phá Vios eCVT nhé. Đầu tiên thì với thiết kế phía trước thì cũng là thiết kế chung của trên tất cả các phiên bản, với thiết kế góc cạnh đẹp, tất cả đều hướng như một mũi tên ở phía trước. Nó giúp cho chiếc xe của chúng ta nó trở nên là đẹp hơn và cuốn hút hơn. Nó có một cái gì đấy nó sang trọng, hơi hướng của những dòng xe hiện đại hiện nay. Chúng ta sẽ có cụm đèn là cụm đèn auto, dùng công nghệ là đèn tự động. Và ở đây thì anh chị có thể thấy không ạ? Một chiếc bi halogen, đèn bi halogen. Và ở phía dưới là đèn LED, được trang bị là đèn gầm. Đấy, và đây là một chiếc xe mà Huấn đánh giá là trong khúc B rất là ít chiếc xe mà có một cái thiết kế phần đầu xe đẹp như Vios. Đó, và bây giờ chúng ta sẽ cùng đi ra phía bên hông xe đi. Vios eCVT cũng được trang bị là la răng phay xước. Đấy, la răng phay xước rất là đẹp anh chị nhé. Đó, cụm gương thì là gương chỉnh điện, gập điện, có tích hợp sinh nhan LED trên gương rồi. Đó, và chúng ta sẽ cùng nhau đến phần hông xe thì thiết kế cũng rất là trường đúng không ạ? Và ra phía sau xe thì Huấn thấy là được trang bị luôn cả camera lùi rồi. Camera lùi đằng sau xe. Có luôn cho anh chị hai cảm biến đằng sau. Cụm đèn này là cụm đèn LED nhé. Và bây giờ chờ Huấn một chút, Huấn sẽ mở cái cốp này lên để cho anh chị thấy được là cốp xe Toyota Vios phiên bản eCVT nó có rộng hay không nhé. Đó, chờ Huấn một chút thôi, chúng ta sẽ mở đằng lên. Ok ạ. Và mời anh chị xem phần cốp xe phía đằng sau. À, đấy, Huấn cũng chia sẻ với chị một chút là bên cạnh cái việc mở cốp bên trong ấy thì chúng ta sẽ có một cách nữa là nhấn 3 giây ở trên remote. Đó, 1, 2, 3. Đấy ạ. Vừa rồi thì hơi bị lú một chút, anh chị thông cảm nhé. Đây thì chúng ta sẽ có một cái cốp xe cực kỳ là rộng rãi, rơi rơi khoảng 500 lít. Đó, tất cả 3 phiên bản, tất cả phiên bản đều là có chiếc cốp rộng như thế này đây. Chúng ta sẽ có lốp dự phòng cũng là nguyên bản nhé, có tích hợp luôn cả là gọi là thiết kế như trên nguyên bản như trên 4 bánh chính. Đó, để rất là nhiều đồ. Đấy, anh chị có đánh giá như thế nào về chiếc cốp xe này, hãy comment phía bên dưới nhé. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào phía bên trong xe để xem là thiết kế của Vios eCVT phía nội thất sẽ như thế nào nhé. Đầu tiên thì đây, Huấn sẽ bước vào xe. Và nội thất ghế là nội thất màu kem, màu be, nó giống như trên phiên bản G. Đó, anh chị nhé, không khác gì cả. Trên phần vô lăng thì Huấn có thấy là những cái nút bấm tăng giảm âm lượng, điều chỉnh kênh cũng được tích hợp trên này rồi. Đó, chúng ta sẽ có cụm đèn dùng công nghệ là đèn tự động và có thêm tính năng là Follow Me Home. Follow Me Home là gì? Là khi chúng ta đi về nhà và chỉ cần nhấn lên, gãy lên một chút thôi là đèn chúng ta sẽ sáng trong vòng khoảng là 30 giây soi cho chúng ta đi vào nhà. Đó, rất là hay, mà trên phiên bản eCVT kể cả bản G cũng có nhé. Đấy, Huấn thấy là điều hòa đây là điều hòa cơ thôi. Nhiều anh chị thì thích cái điều hòa này, Huấn thì cũng thấy khá là thích tại vì nó bền mà. Thứ hai nữa là nhìn thiết kế nó cũng khá là đẹp so với bố cục thiết kế ở phía trước của chiếc xe Vios G này, Vios eCVT này. Vẫn có trang bị là màn hình DVD tích hợp Apple CarPlay và Android Auto ở đây, ở trước đây. Hộp số của cấp CVT giống như trên bản G thôi, không khác nhau gì cả. Chúng ta sẽ có để nộ bằng cách là nhấn chìa khóa dí lên. Và tất nhiên rồi, tính năng này thì Huấn có thể hỗ trợ anh chị để làm lên chìa khóa thông minh được. Hãy gọi riêng cho Huấn nhé.
Với virus ECVT sẽ có 3 túi khí này. Về những tính năng an toàn thì chúng ta sẽ có là ABS này, cân bằng điện tử VSC, khởi hành ngang dốc HAC, phân bộ lực kéo TRC cũng được trang bị lên chiếc xe này hết rồi. Nói chung đây là một chiếc xe cực kỳ là an toàn để đi gia đình đó. Và vừa rồi thì Minh Huấn đã chia sẻ với anh chị về chiếc xe này. Với một chiếc xe mà có động cơ 1.5, tiêu hao nhiên liệu cực kỳ là tốt, tầm khoảng là hơn 5 lít khi đi trên đường cao tốc, và trong đô thị thì tầm 6 đến 7 lít, thì Huấn nghĩ là lựa chọn SCVT là một lựa chọn cực kỳ hợp lý. Hãy liên hệ hotline 0394046064 để mua xe của Minh Huấn Toyota, cũng như là được tư vấn thêm về dòng xe Toyota Vios tại Toyota Thanh Xuân nhé. Và đừng quên đăng ký kênh của HBK, bật nút chuông để ủng hộ đội ngũ nhé. Xin chào, hẹn gặp lại anh chị trong video lần sau ạ. Hãy like và đăng ký kênh, ấn chuông thông báo để nhận được thông tin mới nhất. Gọi điện vào hotline hoặc ấn vào phần link mô tả để được nhận báo giá mới nhất của xe Toyota.